nó cũng ổn định rồi. Em nôn nóng hơn? Dạ không. Chuyện gì tới thì tới thôi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt ở nhà bé Hân. Bé mà bị tai nạn giao thông mà phải mất đi một cái cánh tay, một cánh chân nữa cô bác quý anh chị. Và cũng thời gian khá lâu rồi sau khi mà Bùi Hồ quay một cái clip là chị Lâm Tuyền ở Mỹ hỗ trợ cho bé Hân. Tổng cái chi phí mà để ghép một cái chân mới cho Hân có thể tự đi đứng lại đó, thì do cái tình hình Covid dịch bệnh nên là nữ là ngưng lại. Và hôm nay thì cũng thời gian khá lâu rồi Bùi Hồ muốn quay lại thăm bé Hân như thế nào, cũng như là trao một số tiền của Mạnh Thường Quân là chú Thái Cường ở Canada đó để gửi cho bé Hân. Dạ con chào. Chào bác. Dạ. Chào ông đi. Ở nay ngoại Hân đâu? Bà ngoại á. Bà ngoại đâu hả ông? Cũng mới rất cái gì Hân? Dạ. Dạ hả? Dạ. Rất lâu chưa? Dạ rất lâu rồi. Ừ. Không gài sức khỏe hay sao ai? Dạ sức khỏe ổn. Không gài ba mẹ có điện về không Hân? Có. Dạ hả? Dạ. Bữa nào cũng điện hết mà. Bữa nào cũng điện. Cho thằng đeo này vô đi, nói chuyện cho gõ tiếng ha. Dạ. Không gài thì cũng mấy tháng là mấy tháng còn chưa quay lại, khoảng hơn gần 2 tháng á. Ừ. Gần 2 tháng quay lại. Cái ngày mà hôm mà đặt xe là cách đây lâu chưa hay không? Đặt cũng... Ông lên đây ngồi luôn đi cho gần với Hân luôn. Đặt còn không nhớ nữa. Dạ. Ừ. Rồi bữa đó hồi lại thì nó nói thì hồi chứ bây giờ dịch không thì thôi chấm đi. Thì lần này cũng nói bây giờ tình hình như vậy đó. Nó đã diễn biến ra và dịch vậy, bác sĩ thành phố người ta không cho mình lên. Dạ. Thôi mình tạm ngưng lại đi. Dạ. Tình hình thể chất rồi không gầy, ăn uống sao hơn? Dạ uống bình thường. Ừ. Rồi có uống sữa đồ thêm không? Dạ không. Dạ hả? Thưa cô bác quý anh chị, hôm nay thì quay trở lại gia đình của Hân ở với lại ông bà ngoại á, thì Bùi Hồ muốn quay một cái thước phim này cho tất cả Mạnh Thường Quân biết luôn. Là trước đây á thì chị Lâm Tiền ở Mỹ có hứa là tài trợ để cho mình hoàn thiện cái chân. Yeah. Chân giả để mình có thể mình tự đi đứng lại hơn. Yeah. Thì hôm trước thì có nói với ông, có thông báo với Hân và chị cũng có gửi tiền về cho một cái người quen ở Sài Gòn. Và mọi cái chi phí đi đứng á của Hân với lại ông đồ lên Sài Gòn hết thì chị lo hết. Nhưng mà do đợt đó xong thì con cũng đã có thông báo cho bác sĩ ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Thì anh này ảnh chuyên, ảnh làm ở trong bệnh viện chấn thương chỉnh hình luôn. Và ảnh là người chuyên làm chân giả cho những người mà có hoàn cảnh như bé Hân. Thì anh đó anh cũng có yêu cầu là chụp hình của Hân gửi qua cho anh đó coi. Thì cũng nhờ ông của Hân là chụp hình. Thì hôm trước thì bác sĩ có yêu cầu là mình bó cái mỏng chân. Bó rồi. Thì hôm ngày mình vẫn còn bó không ạ? Hôm ngày nó bó, nó không có gì bó nữa. Dạ thì thôi, đặng cho mình cố định lại cái phần cơ của cái mỏng chân của mình á. Để khi mình gắp cái chân vô á, anh Mạnh nói là để cho mình gắp cái chân vô cho nó vừa, nó không bị lỏng. Để lúc đó mình gắp vô thì nó sẽ vừa khít luôn. Đặng anh can được. Thì sau khi cái thời gian đó thì chị cũng đâu đó tiền bạc thì cũng xong, cũng liên hệ bác sĩ xong. Thì một tin đó là dịch bệnh Covid đến. Thì ngày hôm đó thì ông ngoại của Hân có đặt xe luôn, đặt chiếc 7 chỗ là tính là mấy anh em là chuẩn bị đi. Rồi đi với lại bà ngoại đồ luôn. Thì hôm đó là cái hồi xe luôn. Hồi xe. Dạ, lý do là bác sĩ anh Mạnh cho hay, nói là anh là một người tiếp xúc rất là nhiều bệnh nhân mà không có biết là người nào có bệnh hay không. Mà cái trường hợp của Hân thì không phải là một cái trường hợp cấp cứu, có nghĩa là có thể làm từ từ được. Tại vì anh Mạnh em sợ rằng á, thì nếu như mà anh bị bệnh anh không biết, anh cho anh lây bệnh cho mình, rồi lúc đó ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện là một nè, rồi hai là của người nhà như Hân đồ ông rồi đó, nên anh rất là lo luôn.
đó, anh Mạnh rất tốt, anh rất là lo. Nên anh cũng không dám, mặc dù là trị thì anh cũng cố gắng, nhưng mà anh nói thôi đi, nán lại đi. Thì hiện nay nán lại thì cũng hơn một tháng đó. Hơn tháng rồi. Hơn tháng ổn định dịch rồi lại thành đã ở đây cũng được. Dạ thì quay cái clip này cho chị Tiền nắm gõ để thôi. Chị Tiền cũng đôi khi thì cũng thắc mắc tại sao chưa có đi. Mấy con thì cũng có nhắn tin với lại chị Tiền, nó chị bây giờ tình hình dịch bệnh phức tạp quá mà trường hợp của bé Hân thì lại như vậy. Vậy chơi còn vậy, nếu như mà anh Mạnh nói là gáp, nếu như mà gáp cái chân là nó mau lắm. Nó không đi vậy, mình lên trển là đo ni cho cái lấy ni cái là xong về cái ở trên đó anh tự làm, anh hẹn ngày lên cái mình ướng cái chân vô là mình gáp đi về thôi. Như hôm rồi cô Tiền cũng về bển rồi hả? Cô Tiền về, chị Tiền về cũng lâu rồi. Sau ngày đó thì hai ba ngày sau là chị Tiền về Mỹ luôn. Lúc trước thì chị Tiền có ghé đây nè, trực tiếp để thăm bé Hân. Đó. Vậy là mình quay clip mình lên cho cô Tiền ấy, dạ cho Mạnh Thường Quân nắm được luôn. Đó. Anh thử là cũng giờ thì nói chung mình cũng không có nóng vội được. Tại bé Hân thì sau này cũng còn phải tập đi được đứng rồi gác chân lên tập đi tập đứng mấy ngày, bác sĩ hướng dẫn thì lúc đó con sẽ đi theo luôn. Đó. Chắc là sau khi mình đo ni rồi mình về cái một thời gian á, chắc bác sĩ dẫn hẹn mình lên. Dạ. Gáp vô chắc có lẽ là phải ở lại quá. Dạ, chắc con nghĩ là ở lại. Ở lại. Dạ. Ở lại là mà đi tập đi rồi đó. Hở gà không nôn nóng không? Cũng không nôn nóng, dịch này là không nôn nóng rồi. Dạ. Tình hình dịch này nó diễn biến phức tạp quá. Dạ. Mình cũng không nôn nóng gì. Em tình hình sức khỏe nó cũng ổn định rồi. Em nôn nóng hơn. Dạ không. Chuyện gì tới thì tới thôi. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì trước đây đó thì con thông báo ở trong cái clip trước đó thì là có một cái chú là chú Thái Cường ở Canada có gửi cho Hân là $300 Canada. Nhưng mà lúc đó thì con chưa có nhận kịp nên con chưa có trao. Thì con tính giữ cái số tiền đó là mình đi lên xe rồi con cứ tính lấy số tiền đó trả cho Hân luôn. Đừng cho nó khỏe, còn dư nhiêu là con đưa. Nhưng mà hiện nay giữ cái số tiền nó cũng khá là lâu. Nên thành nữ là mà con không biết dịch này khi nào hết nữa. Nên thành nữ hôm nay quay lại, thứ nhất là coi tình hình sức khỏe của Hân nè. Thứ hai á, là làm clip này cho chị Lâm Tiền thấy luôn. Và thứ ba là cũng thay mặt cho chú Thái Cường ở Canada trao lại cái số tiền là $300 đổi tiền Việt luôn. Hồi nãy con ghé tiền vàng đổi tiền Việt cho Hân luôn. Thì đừng cho cái gì Hân giữ thì tại vì Hân ở với ông bà ngoại đó. Nên thành thử là để cho phụ giúp ông bà ngoại sẽ mua cái gì đó, mua thức ăn hay là sữa gì uống thì để cho bồi bổ thêm. Dạ. Thì tổng cộng là 5.600.000 60.000 đồng á chứ. Thì con sẽ thay mặt cho chú Thái Cường gửi luôn đi. Con giữ hoài cũng ngại quá. Con giữ hoài là nữ là giữ tiền hoài cũng ngại. Với lại chú nói thì thôi, con khi nào con trao cũng được, tiện thì con trao. Nhưng mà thôi hôm nay con gửi luôn đi. Này, này gửi cho Hân nha. 1 triệu nè. 2 triệu nè. 3 triệu nè. 4 triệu nè. 5 triệu nè. 500 nè, 600 nè, 60.000 đồng đó. Dạ em cảm ơn. Phải 5.660.000 không? Dạ. Chắc, phải. Đúng rồi đó. Vậy là tôi ông ngoại của bé Hân cũng rất cảm ơn Mạnh Thường Quân của chú Cường của Canada. Dạ. Chú Thái Cường ở Canada. Chú Thái Cường ở Canada. Dạ. Ủng hộ cho bé nó được ăn uống bồ bổ lại, lấy tinh thần sức khỏe lại. Dạ. Hân có nói gì không? Em có nói gì không? Dạ, con cảm ơn chú Thái Cường. Thái Cường ở bên Canada để cho con $300. Cho thì lâu rồi nhưng mà bây giờ ngang không có đi ngang qua, hè thì mới được nghỉ hè con mới ghé anh đây, con cũng đi vòng. Chú có nói gì với chị Lâm Tiền không để cho chị an tâm này kia đó với lại Hân? Thì tôi thì cũng là thay mặt ông ngoại của bé Hân cũng cảm ơn cô Tiền ở bên Mỹ cũng là sẽ hỗ trợ cho bé Hân được cái số tiền để làm cái chân giả cho bé Hân.
Thì tôi thay mặt thì cũng rất cảm ơn với cô Tiền. Hôm nay thì đến đây chỗ nhà của bé Hân thăm lại thì thấy tình hình sức khỏe của bé Hân thì cũng khá là ổn. Sức khỏe thì tốt rồi đó, nhưng bây giờ chỉ còn thời gian tới là gắp cái chân lại thôi. Thì đến cái thời điểm này thì Hân cũng nhận được khá nhiều sự quan tâm của tất cả các mạnh thường quân. Dạ. Từ trước đến giờ thì em cũng nhận rất nhiều sự quan tâm của mạnh thường quân đã ủng hộ cho mình. Thì Bùi Hồ xin chân thành thay mặt gia đình của bé Hân, ông bà ngoại bé Hân với lại bé Hân, cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ, cũng như là ủng hộ bé Hân có một cái đôi chân có thể tự bước đi được, để không phải thời gian sắp tới không phải dựa dẫm vào ông hoặc là bà hay diều đi nữa. Mà có một cái điều như thế này nữa nè, thì hôm trước đó thì con cũng có trao đổi luôn về cái tay của Hân. Thì anh Mạnh ở bác sĩ nói thì về cái tay của bé Hân á, thì làm lại thì nó không có hoạt động giống như tay bình thường, tại cái tay là một cái khỉu tay nó rất là khó luôn. Nên là nữ là nó không có khả quan, anh chỉ nói là một cái làm cái chân thì nó được, còn cái tay thì nó không có hoạt động giống như bình thường nào được, và nó trong cái quá trình mà sinh hoạt của mình á nó không có thuận lợi, nên chỉ làm cái tay thôi, làm chân thôi. Làm cái chân thôi. Và cái chị thì có gửi về cái số tiền lớn, rất là lớn, là khoảng 200 triệu để chị lúc trước như ông nói đó. Nhưng mà thì chị gửi cho cái cô Thấm giữ, nên thành nữ là chị hết bao nhiêu thì lo hết cái khoản cho Hân, để chị còn làm những cái thiện nguyện, những cái việc khác nữa. Dạ, con thông báo cho ông hiểu như vậy. Thì công tác từ thiện nhiều người dạ san sẻ với nhau, chia sẻ với nhau. Dạ. Hôm nay thì bà ngoại mất tiêu, bà ngoại đi ruộng quá, đi vườn. Bà nãy giờ ở đây rồi, bà chắc đi kẹt có khách hay gì kêu đi công chuyện gì rồi. Dạ. Con nói thiệt, nghỉ hè xong là con nôn nóng là tính đi với lại Hân, với lại gia đình với Hân, để cho gặp cho Hân đi lại khỏe là khỏe rồi. Chú gì dạy ở Tháp 10 hả? Dạ. Rồi Hân không gặp mẹ hay rồi, mẹ có nói gì không? Dạ. Lúc trước á. Cũng đỡ nó gì, chỉ có chị Tiền hỗ trợ thì đỡ gánh nặng cho gia đình của mình. Dạ, rất là nhiều. Rồi, có hỗ trợ mạnh thường quân thì cũng đỡ cho gia đình một phần. Thôi thì chắc lần nữa xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị. Thì khi nào mà bé hết dịch thì bé Hân mới có thể lên Sài Gòn được. Tại vì tình hình ở Việt Nam dịch bệnh đang rất là căng thẳng và diễn biến phức tạp, nên là nữ là cái việc mà Hân trị bệnh cũng bị trì hoãn lại. Mong cô bác quý anh chị xem và hãy đợi ngày bé Hân có thể vừa tự bước đi trên đôi chân của mình được ha. Rồi con chào ông, chào Hân nha. Dạ. Chào mùa hồ. Dạ.